Kế tiếp, kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, trong bài diễn văn truyền hình hôm 27 tháng 6, nhằm tổng kết một năm cầm quyền, Tổng thống Mohamed Morsi đã kêu gọi các nhóm đối lập hãy xúc tiến việc hòa giải dân tộc để tu chính hiến pháp và sử dụng lá phiếu thay đổi chính quyền thay vì xuống đường. Morsi thừa nhận đã có một số sai lầm nhưng không đi vào chi tiết. Ngược lại, đòi truyền thông ngưng loan truyền tin tức, tin đồn. Ngành tư pháp đừng nhúng tay vào chính trị và quân đội chỉ lo bảo vệ tổ quốc. Morsi cáo buộc đối lập trong và ngoài nước muốn kéo Ai Cập trở lại thời kỳ tham nhũng của Tổng thống Hosni Mubarak. Phe đối lập gồm có nhóm tà phái, những người ủng hộ thể chế thế tục, nhóm công giáo thất vọng vì Morsi không đề cập tới yêu sách bầu cử tổng thống sớm, nên kêu gọi dân chúng xuống đường rầm rộ vào ngày 30 tháng 6 để tiếp tục gây áp lực chính trị. Dĩ nhiên, phe Hồi giáo cũng sẽ được tổ chức biểu tình ủng hộ Tổng thống Morsi và đảng cầm quyền, khiến cho dư luận lo sợ va chạm, nên phe đối lập không mong mỏi gì được yên tĩnh nếu quân đội không chịu bảo vệ an ninh. Trong ngày 26 đã xảy ra vụ đụng độ giữa hai phe biểu tình, làm chết 2 người và bị thương 200, buộc quân đội cảnh cáo sẽ nắm quyền trở lại nếu tình hình trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Adam al-Sisi được xếp ở hàng ghế đầu đã lặng lẽ suốt bài diễn văn dài hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ của Tổng thống Morsi. Các tổ chức và phân tích gia trên thế giới đã chỉ trích Tổng thống Morsi và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đang cố thiết lập một chế độ độc quyền. Năm 2013, Freedom House xếp Ai Cập vào hàng thứ 5 trong thang điểm 7, đồng nghĩa với tự do có từng phần ở Ai Cập. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo dựa vào các thành phần cực đoan và bị đàn áp trong quá khứ để lôi cuốn tín đồ đạo Hồi trong tiến trình chuyển chính quyền sang chế độ thần quyền, bắt đầu từ việc đưa luật Sharia khắc khe vào hiến pháp Ai Cập. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo không có ảnh hưởng nhiều tới giai cấp trung lưu vốn hình thành do các thể chế thế tục trong nhiều thập niên qua. Như vậy, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đây sẽ có triển vọng thắng hơn, bởi vì trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua thì ông Morsi được 51% phiếu bầu so với đối thủ 48%. Ngược lại, Morsi và Huynh đệ Hồi giáo hy vọng vào cuộc bầu cử quốc hội năm tới sẽ đánh bại phe đối lập. Cho tới giây phút này, hai phe chống đối và ủng hộ Tổng thống Morsi vẫn ra sức kêu gọi biểu tình đông đảo. Như thế, đụng độ chết người rất khó tránh. Dù cho quân đội đã điều động thêm binh sĩ vào các thành phố lớn, quân đội được dân chúng tín nhiệm hơn giới chính trị gia, nên vẫn tiếp tục giữ vai trò trọng tài chính trị, ngoại trừ trường hợp hỗn loạn vượt tầm kiểm soát của chính quyền Morsi. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.